Ăn ức gà này ngon này. Đúng, từ hồi xưa là em gà này ăn ức ngon. Ngon. Người ăn không bao giờ người ăn tầm này đúng mà ngọt lắm. Ừ. Ngọt. Thịt ngọt nhỉ. Thế nó mới là chuẩn. Nó mà đặc sản. Gà chuẩn gà đôi. Cái quan trọng nhất ấy là cái ngon của cái món gà này nó là chất lượng. À, xin chào các bác nha. Hôm nay tôi dẫn các bác đi câu cá. Đây là cái hồ này, hồ Yên Lập ở Quảng Ninh. Đây là cái chỗ này là đường ra Lôi Âm, chùa Lôi Âm. Ở đây đang có hai bác câu lăng xê, rô phi. Đi ông bác. Rô phi hả bác? Ui, con này rô phi ăn ngon này, nước đây sạch. Lăng xê hả bác? Cây này câu đơn có ăn thua không bác? Ôi xong này, đứng xuống. Câu đơn ít à? Câu đơn nó cũng được, nhưng mà nó còn bé. Vâng. Không xa. Bác vừa giả bác? Ừ, vừa giả. Vừa mới thả đấy, xong thấy mình cái cá. Mình đã nhìn đâu? Thả xong cái bắt được ngay nhỉ? Cá nó ăn thì nó ăn ngay, mà không ăn thì không ăn. Bây giờ câu cá thì chưa mồi nữa đúng không? Đây là dòng hồ Yên Lập. Đây là thuộc thuộc tỉnh thuộc ấy nhỉ? Thành phố Uông Bí à bác? À thành phố Hạ Long. Đây là hồ Yên Lập thuộc thành phố Hạ Long. Đường này là đường ra đường ra đi thuyền ra chùa Lôi Âm. Hôm nay là mấy anh em tôi về nhà ông anh ở đây. Vừa đi chơi câu cá. Đây là mấy ông anh chơi cùng ở Hải Phòng. Anh em tôi thì hôm nay chỉ mang cần đơn thôi. Đây mấy bác thì anh đang xê. Anh mấy cần bác? Hai à? Chỗ này sầu lắm nhỉ, cái hôm mình đi nó hun hút ở dưới. Đây nếu mình đánh lăng xê thì hay được cá gì hả bác? Cá trắng. Vâng. Ngã xong này. Mùa này vẫn đấy à bác? Nhưng mà chùa không, chùa không. Nhưng mà con có một tình hình này. Người đẹp ngồi đây chắc là chim sa cá lặn hết rồi. Đấy, đang... cái hồ này nó có thông đi đâu không bác? Cái hồ này nó có thông đi đâu hay nó chỉ ở khung rồi thôi ạ? À, đồng đăng. Vâng. Hà Bắc à? Về Bắc Ninh luôn à? Sơn Động thôi, Sơn Động. Bắc Giang ngay Bắc Ninh nhà cháu. Sơn Động lên Bắc Giang chứ không phải Bắc Ninh, Bắc Ninh. Và Sơn Động chú hơn 30 cây. Điểm câu rất đẹp. Đấy, đấy cần này rung này, cần này này. Cần nào? Đây đang kéo này. Đây đây, kéo đây, từ từ. Cái đầu này đang kéo đây. Nó trùng dây người ta quấn. À đây. Quấn chuông lên. Mày làm con chấm thì thôi đấy. Đây có cả chạch chấu ạ. Ui dồi. Biết đâu cháu lại làm con. Anh nếu mà con tôm thì anh có thở cục. Sát đây hả anh? Ừ. Vâng. Okay. Đây xin giới thiệu các bác, đây là đàn gà nhà ông anh. Gà này là gà toàn ở đồi thôi, nhưng bây giờ gà lai chọi đấy. Toàn gà lai chọi thứ gà chạy bộ, đây là toàn đồi bây giờ vừa mới nhốt vào. Sợ nó chạy bay lung tung. Bình thường là đi nó hay lên đồi này. Ngồi thì cứ ngồi đi, sao có thể kéo.
Hôm nay anh em tôi sẽ làm một hai con gà để nướng. Nhân dịp mà xuống đây đi chơi và câu cá nhà ông anh. Rất nhiều gà, toàn gà, gà ngon. Gà như gà lai chọi. Gà này nó rơi vào tầm trên dưới 2 cân một con. Đấy. Củi đã lên rồi. Đây toàn củi rừng, nướng gà. Tuyệt vời. Đây toàn gà, gà đồi gà ta rất là ngon. Con này phải được 2 cân. Con này 2 cân mốt. Gà phải tầm 2 cân trở lên ra là ngon. Vừa già nhìn con gà thấy ngon này. Có ướp gì không chú? Trong nó ải luôn. Ải không thế nào ăn thì mình phải cắt ong. Gà đây chân là chân chỉ lai chọi. Lai chọi. Món gà này mới đầu lửa to ra hơ. Ở bên ngoài cho nó khô, sau khi tàn lửa bắt đầu nướng. Gà chọi lai chọi ngon. Đây là cung cấp nước sạch cho cả thành phố Hạ Long. Đến đầu năm thì đây là cái bến thuyền để dẫn ra chùa Lôi Âm. Từ đây cần em có cắn không anh? Đây cần tôi. Nhấp nháy đấy mà giật không được con nào anh. Khá bập bềnh đấy. Em làm phát thì sẽ như thằng trẻ con nổi lên vì mẹ dùng nhất mình. Chân một con mẹ. Bẹt mẹ nó nổi vèo phất như phào. Mình dẫn tóc gáy này được hơn 7 cân. Mỗi còn. Và thôi cũng vốn phát. Mấy cái xem nào, hơn 20 quả thì 4 cân mấy mìn. Thế thì thế nằm nằm kia nằm tám mấy. Cái bánh mìn ở trong hồ Cẩm Ly Quảng Bình hiện đấy. Cần thủ này được phát nào chưa? Được phát nào chưa? Chuyên chuyên dở. Gà này từ lúc quay, từ bắt đầu quay cho đến lúc chín sẽ rơi vào khoảng 30 phút. Mùa đông đến nơi rồi mà cuối ngày mà sau khi làm việc xong mà cả nhà có con gà như này thì không có gì tuyệt vời hơn. Gà này sau khi đã giới thiệu các bác, đây là anh Dũng, bạn tôi ở Hải Phòng. Đấy, anh ấy có cửa hàng đồ ăn ở Hải Phòng, thành phố Hải Phòng. Thì ngoài ra đây là cơ sở gà nướng của anh ấy. Thì bác nào có nhu cầu mà ăn gà nướng
thì liên hệ với anh Dũng nhá. Và tôi cũng nói trước là gà nướng này các bác Hải Phòng thì mới có rồi nhá, trên Hà Nội như chúng tôi thì chắc là không thể vận chuyển lên được. Gà này là toàn gà đồi đấy, nó cân nặng dao động từ trên dưới 2 kg, toàn gà lai trọi, các bác nhìn chân trì đó. Đây là cái khâu giai đoạn cuối cùng của món nướng gà, đây là quét mật ong rừng pha với gia vị gia truyền để tạo lên một cái lớp màu vàng đều và giòn da. Đây là công đoạn cuối cùng. Các bác nhìn con kích thích thị giác không? Siêu đầu bếp nha, mình chịu. Hôm nay là tôi là cuối tuần về quê vợ Hải Phòng, được anh em dẫn ra đây ăn gà nướng. Thơm quá rồi. Cái này thì quyết xong là một lúc là chén ngay nhỉ, không là nó cháy. Khoảng 2 phút sau là sẽ vàng đều. Thôi. Ôi, gà chấm muối ớt. Úi dồi ôi. Cái món gà này là có 3 thứ đấy, là thịt gà và sơ lép và đàn bà. Trong 3 thứ đấy phải là bốc tay. À, cho nên tay. Chúng ta không cần dùng dao kéo. Cho các bác xem thịt gà nhá. Nóng vẫn còn nóng. Ê, anh quên đây thôi. Thơm nhỉ. Đây chén đây rồi. Nóng, vẫn nóng. Sụp. Thơm quá. Banh xác. Rồi, đấy, gà nó ngon như này. Nhìn cái thớ thịt này. À, thế nào? Có vẻ... Em chỉ thấy là thơm á. À, cho người đẹp miếng đi. À. Ngọt lắm mà. Ngọt. Tôi phải làm miếng, tranh thủ không các đồng đội ăn hết. Miếng này gà ngon dã man. Ui dồi. Dạ, vừa quay vừa ăn thôi. Này phải mút tay các bạn. Nóng lắm. Vừa đây. Đấy rồi, giật mãi là miếng rồi. Ui dồi, ngọt. Ngọt nhờ. Ngọt. Thịt ngọt thế. Ô xuống chú cho là. Nhanh lên. Không à. Anh vừa này thịt ngọt lắm. Không ơi. Không. Đấy, mỗi thằng một cái. Sút. Mình không uống được rượu chán thế. Không ai chúng cho lại không ạ. Món này thưởng thức với lại rượu ngô. Đây là món rượu ngô. Thơm lắm. Ngon lắm rồi. Ai cầm không sao cho ăn rồi dạm đi bỏ tay lên cầm điện thoại ngồi điện thoại nhá ăn đi đã rồi ăn đây dạ nó nóng nha nóng không xù ngon chưa ngon nào ngon không con ngon con cầm miếng to nóng nha cầm cái máy nóng nha to mà đây, đây ăn miếng chỗ thịt rồi thịt rồi. Trời ơi, ngon à. Ăn ra cho có omega 3 cho nó có tí gọi là mỡ. Ui, già rồi nó xịt nữa. Rượu ngô nhà nấu. Nhà nấu rượu ngô. Giòn tan. Rượu ngô nhà bạn nó nấu. Đoà ngon nhỉ. Nhà ngon. Bố ơi, đưa con cái máy. Bố ơi, đưa con cái máy. À, chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp. Nè. Xin mời các bác nha. Cho lấy lửa chén. Yêu đại, yêu ái chủ kênh Việt trời như thế. Cho hẳn. Mời cô nha. Vâng. Cô đấy à? Vâng. Cô đấy sáng đi ạ. Bọn em quay này cho nó sáng. Nào xin mời các bác nha. Mời các bác nha. Mời các bác nha. Mời các bác. Món này phải bốc quá. Gà ngon lắm. Ăn món gà tùng xẻo. Đấy. Con này là món gà tùng xẻo. Sau đó tí cái xương này mình lại cho vào mình nấu cháo. Đúng. Ăn mình có gặm chưa mà. Xéo miếng.
Nên là các bác gặm thì gặm nó dối thôi, để tí em còn nấu nồi cháo. Đừng cho mồm một gặm bằng là xe. Cả ngon thế này mà. Xong rồi đưa vào chỗ. Ăn là xé ngon hơn là chặt cái này. Xé ngon hơn chứ. Ớt cay. Ăn ức gà này ngon này. Đúng, từ hồi trước là em gà này ăn ức cũng ngon. Người ăn không bao giờ người ăn tầm này đúng mà ngọt lắm. Ừ. Ngọt. Thịt ngọt nhỉ. Thế nó là chuẩn. Nó mà là đặc sản. Gà chuẩn gà. Cái quan trọng nhất ấy là cái ngon ở cái món gà này là chất lượng của gà. Gà đùi. Mà các bác muốn chọn gà ấy, muốn biết là gà có ngon hay không thì chúng ta phải ăn cái miếng ức trước. Cái miếng ức, ức gà nó dai. Dai. Nó dai và nó có vị ngọt sâu. Thì đấy mới là gà chuẩn. Ăn con ăn nó cũng như kiểu Hàn Quốc, hồng lắm. Ăn gà gì? Món đặc biệt nhất đây là lá ngải. Lá ngải ở trong ở trong bụng con gà. Đây là bác là lá ngải. Tinh chất của lá ngải nó tiết ra, nó ngấm vào thịt gà. Thịt gà với lá ngải là rất là hợp nhau, tạo nên mùi thơm. Và lá ngải để ăn rất là tốt cho những ai bị đau đầu. Kiểu như là gà hầm thuốc bắc ấy nhỉ? Giống như kiểu gà hầm thuốc bắc. Ăn ngon hơn nhiều. Món thịt gà chúng ta phải cặp cả qua ngày đúng không? Thơm. Thơm mùi mật ong và mùi lá ngải đúng không? Mùi lá ngải. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo.